được quảng bá rầm rộ trở thành khu đô thị đẳng cấp vào năm 2025. Dự án Global City thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh gần đây bị nhiều khách hàng phản ánh về khúc mắc trong thanh toán, vay vốn ngân hàng xung quanh giao dịch mua bán với chủ đầu tư. Giờ Global City là một trong những dự án lớn tại thành phố Thủ Đức do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sài Gòn SDI làm chủ đầu tư và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Môi giới Masteri Agents là đơn vị phát triển dự án. Theo như quảng cáo, đây là khu đô thị hiện đại, sang trọng, dự kiến bàn giao vào năm 2025, thu hút sự chú ý của nhiều khách hàng. Tuy nhiên, theo như phản ánh từ khách hàng, có khá nhiều bất cập xoay quanh dự án này. Theo đó, sau khi khách hàng ký hợp đồng tín dụng với ngân hàng Techcombank để vay 80% giá trị căn hộ, toàn bộ số tiền này được giải ngân vào tài khoản của công ty môi giới Masteri Agents. Tuy nhiên từ đây, bắt đầu nảy sinh vấn đề khi chủ đầu tư SDI tuyên bố chưa nhận được khoản tiền nào từ khách hàng và quyết định phạt chậm thanh toán cũng như đơn phương chấm dứt hợp đồng mua bán. Theo khách hàng, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh cho biết công ty SDI không có văn bản ủy quyền cho công ty trách nhiệm hữu hạn môi giới Masteri Agents ký văn bản thỏa thuận với khách hàng và thu tiền theo tiến độ, cũng như SDI không thu tiền đối với hợp đồng đã ký với khách hàng. Cuối năm vào tháng 12 năm 2023 khi anh email qua chủ đầu tư yêu cầu là xuất hóa đơn thì và cấp thêm cái giấy xác nhận đóng tiền để anh làm việc với một bên ngân hàng khác thì chủ đầu tư lại không thực hiện cái việc này nên cảm thấy nghi ngờ về cái việc cái tiền của mình đã sử dụng như thế nào thì anh mới hẹn gặp chủ đầu tư là tập đoàn SDI và công ty môi giới đã nhận đủ tiền của anh là công ty Masteri Agents thì và thêm nhân viên của ngân hàng Techcombank nữa nhưng mà cuối cùng thì anh thấy mọi cái trả lời của họ đều không thỏa đáng. Cùng ngày hôm đấy khi mà anh về nhà thì chủ đầu tư lại gửi công văn qua là lần đầu tiên gửi công văn qua yêu cầu anh phải thanh toán toàn bộ số tiền mà anh đã nộp đầy đủ cho công ty Masteri và phạt anh là chậm 500 ngày thanh toán mà trong khi anh đã ký hợp đồng mua bán từ năm 2022 mà mãi đến cuối 2023 chủ đầu tư mới lần đầu yêu cầu anh thanh toán cái số tiền đó và bắt phạt. Sự việc được đẩy lên cao trào khi ngày 16 tháng 8 vừa qua, nhiều khách hàng mua dự án do công ty Masteri Agents phân phối đã đến ngân hàng Techcombank Hà Nội yêu cầu làm rõ nhiều nội dung. Trường hợp khách hàng ông Võ Thế Duy, công ty môi giới Masteri Agents còn tự ý sửa ngày giải ngân mà không hỏi ý kiến khách hàng. Ông đã tiến hành khởi kiện công ty này cũng như ngân hàng Techcombank ra tòa và đã được Tòa án Nhân dân thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh thụ lý. Sau khi ký văn bản thỏa thuận xong thì em sẽ góp vào 10% vốn tôi có và sau đó bên em sẽ vay 80% với phía ngân hàng. Nhưng mà đây cũng là một sự mập mờ của bên phía công ty môi giới. Đã theo trong văn bản thỏa thuận thì ngày 22 tháng 9 thì ngân hàng mới được phép giải ngân cái khoản vay đó. Nhưng mà bên công ty môi giới đã tự ý sửa đổi ngày và đã báo bên Techcombank và hai bên đã cùng nhau và sửa đổi cái ngày giải ngân trước đó một tháng thay vì là từ ngày 2 tháng 9 năm 2022 thì họ lại sửa thành ngày 3 tháng 8 năm 2022 và họ tự giải ngân và không có sự đồng ý của em. Thì ngoài cái vấn đề là giải ngân không đúng theo thời hạn trong văn bản thỏa thuận mà em đã ký thì em còn thấy là dự án này là bên công ty môi giới đã giới thiệu em sai chủ đầu tư. Đây không phải là chủ đầu tư, theo em tìm hiểu thì dự án này không phải là của chủ đầu tư Masteri mà là của một công ty khác. Em đã thấy cái sự gian dối trong việc giới thiệu này cho nên em đã quyết định khởi kiện công ty này. Theo văn bản trả lời của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, công ty SDI không có văn bản ủy quyền cho công ty trách nhiệm hữu hạn môi giới Masteri Agents ký văn bản thỏa thuận với khách hàng. Vậy ngân hàng Techcombank dựa vào cơ sở nào để cho khách hàng vay 80% sản phẩm? Cùng với đó, việc công ty trách nhiệm hữu hạn môi giới Masteri Agents tự ý sửa đổi ngày giải ngân mà không thông qua khách hàng, liệu có hợp lý hay không?